website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex tôi là Trần Quốc Minh chủ website đào tạo Forex.com người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tế từ chính những giao dịch của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua ở trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận mọi nhà đầu tư có thể trực tiếp đánh giá và thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường nhà đầu tư cần phải hiểu rằng để tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản giống như những gì mà nhà đầu tư đang được bỏ ở ngoài kia được gọi là áo quân Forex thế giới hay Pro Trader hoặc chuyên gia Forex hoặc chủ các kênh YouTube chủ các diễn đàn Forex đang chia sẻ những giá trị trên thị trường mà ngay cả chính bản thân chúng còn không chịu vận dụng áp dụng ở trong thực tế để tạo được ra những giá trị lợi nhuận để minh chứng cho nhà đầu tư thấy rõ được những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng giữa những giá trị mô mõm ở trên thị trường và những giá trị giao dịch thực tế hoàn toàn là những thứ khác nhau ở trên thị trường. Giao dịch được thì phải chứng minh được không có chuyện giao dịch mà chỉ bắn tín hiệu ở trên thị trường, phân tích xu hướng rồi cho điểm vào ra trên thị trường mà ngay cả chính thằng đứng ra chia sẻ thằng được gọi là thầy dạy Forex, hay á quân Forex thế giới, hay road trader hoặc chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex không chịu chứng minh về giao dịch thực tế thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợ ở trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư hiểu rõ về những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Thị trường này chỉ có dễ là dễ mất tiền và đơn giản thì chính bản thân nhà đầu tư sẽ là người tan ra bại sản trên thị trường giao dịch forex này. Thị trường này chẳng có chuyện là cá voi hay cá mập hay là cá mẹ, cá cha sẽ giết chết nhà đầu tư mà chỉ có chính bản thân nhà đầu tư khi tham gia, trải nghiệm vào trong thị trường giao dịch forex sẽ tự là những người sẽ giết chết chính bản thân mình bởi vì đơn giản bản thân các bạn là những người chưa chịu tìm hiểu cho đúng chưa chịu nhìn nhận đánh giá cho kỹ mà đã vội lao vào trong thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư từ nạn là con đường tất yếu của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi đang tham gia trải nghiệm thực tế trên thị trường tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn đang trải nghiệm tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex hãy đi chậm lại để nhìn nhận hãy đi chậm lại để có thể đánh giá và thấy rõ về mọi giá trị ở trên thị trường nhà đầu tư nên nhớ rằng ở trên thị trường giao dịch Forex này mọi vấn đề chúng ta đều cần phải thấy rõ giao dịch thực tế sau phun toàn bộ lịch sử giao dịch chứng minh liên tiếp trong một thời gian dài có như vậy thì chúng ta mới có thể đánh giá chúng ta mới có thể nhìn nhận chúng ta mới có thể biết được rằng đâu là những người thật sự giao dịch được ở trên thị trường tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này trên thị trường và nhà đầu tư cần phải hiểu rằng để mà phân tích để mà cho điểm vào ra để mà nói rằng buy ở đâu sell ở đâu mà đéo chịu giao dịch thực tế trên thị trường ai cũng có thể nói được đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý nếu mà bất kỳ một ai khi tham gia trải nghiệm ở trên thị trường các bạn nên nhìn nhận lại vấn đề này tại sao chúng bắn lệnh chúng cho chúng ta điểm vào ra chúng cho chúng ta xem được những hình chụp ở trên điện thoại rằng bản thân chúng giao dịch nhưng bản thân khi chúng ta hỏi về bất kỳ một ai ở trên thị trường này từ thầy dạy Forex đến Á quân Forex Thế Giới hay chủ các kênh Youtube, chủ các diễn đàn Forex bọn chúng đều từ chối là gì nhỉ? Chứng minh giao dịch live và show full toàn bộ lịch sử Nhưng bọn chúng chỉ cho chúng ta thấy một vấn đề đó là gì nhỉ? Cho chúng ta thấy những hình chụp trên điện thoại để xin lỗi nhà đầu tư nhà đầu tư nên cẩn thận lại trong vấn đề này trên thị trường giao dịch được thì chứng minh được có như vậy thì các bạn mới có thể tồn tại được ở trên cái thị trường giao dịch forex này tôi là trần quốc minh chủ website đào tạo forex com người duy nhất trên thị trường giao dịch forex này chia sẻ và chứng minh cho mọi nhà đầu tư để nhà đầu tư hiểu rõ về vấn đề này tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị thực tiễn trên thị trường từ chính những gì mà bản thân tôi giao dịch vận dụng trên thị trường để chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư với mong muốn mọi nhà đầu tư hãy nhìn vào những giá trị thực tiễn để nhìn nhận đánh giá và thấy rõ được những gì mà bản thân tôi đang chứng minh cho nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể thấy và nhìn thấy rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường. Thị trường giao dịch forex này không có chuyện là vào trong thị trường bán tín hiệu hay cho lệnh phân tích xu hướng mà bản thân không chịu giao dịch chứng minh và số phun toàn bộ lịch sử giao dịch. Xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm trên cái thị trường giao dịch forex này mà thôi giao dịch được thì phải chứng minh được không có chuyện giao dịch mà chỉ nói mồm dùng mõm trên thị trường đấy là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia trải nghiệm thực tế trên thị trường cần phải lưu ý nhà đầu tư nên nhớ rằng giữa những giá trị của kiến thức thực tế và những giá trị mồm mõm trên thị trường hoàn toàn là những thứ khác nhau giao dịch được là phải cho thấy những vận dụng và trong thực tế áp dụng trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Không có chuyện áo quân Forex Thế Giới hay trader hoặc chuyên gia Forex hay thầy dạy Forex ra ngoài chia sẻ mà không chịu vận dụng chứng minh và sống full toàn bộ lịch sử giao dịch mà đòi gọi đó là người có thể giao dịch, có thể vận dụng được ở trên thị trường. Tôi chia sẻ với mong muốn rằng mọi nhà đầu tư khi tham gia trải nghiệm thực tế trên thị trường hãy đi vào trong thị trường này để nhìn nhận, để đánh giá và để hiểu được rằng đâu là những người giao dịch thật sự ở trên thị trường, đâu là những kẻ đang lừa đảo, bị bợ nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp của trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com. Hôm nay xin được chia sẻ đến nhà đầu tư với những chia sẻ như sau. Thị trường giao dịch Forex cá voi hay cá mập sẽ giết chết nhà đầu tư. Xin lỗi nhà đầu tư, trên thị trường giao dịch Forex hiện nay rất nhiều kẻ không giao dịch được nhưng vẫn nâng tầm những giá trị lừa đảo lừa lọc của bản thân chúng lên một tầm vĩ mô lớn và cao hơn để làm sao để chúng thuốc chết nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch forex này chúng không thể giao dịch được không thể chứng minh về chính những giá trị mà chúng đang chia sẻ trên thị trường chính vì vậy chúng luôn luôn nghĩ ra những tên gọi và những giá trị được gọi là mỹ miều trên thị trường để tìm đủ mọi cách dẫn dụ nhà đầu tư lao vào với những thứ kiến thức mà bản thân chúng còn không vận dụng không hiểu để mà áp dụng vào trong thực tế để chứng minh cho nhà đầu tư thấy được rõ những giá trị mà bản thân chúng đang chia sẻ trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng trên thị trường giao dịch Forex này, bản thân chúng ta mới là người quyết định ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu có chuyện là bơi cùng cá mập hay lặn cùng cá voi hay là cá cha, cá mẹ gì ở trên thị trường này. Các bạn chỉ là những cá nhân tự suy nghĩ và tự suy diễn trên thị trường này với những mục đích của bản thân mình được đưa ra được gì nhà lập luận để mà gì nhà bơm tiền vào trong thị trường giao dịch forex rồi quyết định buy sell ở trên thị trường giao dịch forex này rồi tạo ra những giá trị được gọi là mất tiền hoặc là lợi nhuận cho chính bản thân các bạn mà thôi và cũng ngay cả chính những bản thân nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường thực tế cũng tự tạo ra những giá chị được gọi là nhà để cho bản thân những thằng lừa đảo nó lợi dụng để mà gì nhỉ nó không vận dụng không áp dụng được vào trong thị trường thực tế nhưng chúng vẫn lợi dụng để mà lừa bịp nhà đầu tư cho mục đích cá nhân riêng của bản thân chúng trên thị trường nhà đầu tư nên nhớ rằng bản thân các bạn là những người chủ sẽ tự quyết định về chính những giao dịch của bản thân mình chính vì vậy cá nhân của bản thân các bạn mới là giá trị để cho các bạn cần phải nhìn nhận cần phải đánh giá và cần phải định hình được rõ về mọi giá trị ở trên thị trường trên thị trường giao dịch forex này không có chuyện là thành công chỉ là bằng mồm bằng mõm hay là những giá trị phân tích về xu hướng trên thị trường hoặc cho điểm vào ra ở trên thị trường mà bản thân chúng ta không thấy được những kẻ đang chia sẻ trên thị trường giao dịch forex này chúng chứng minh cho chúng ta thấy rõ về những giá trị thực tiễn mà bản thân chúng bắt buộc phải làm về những điều này để chia sẻ đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần phải định hình được rõ về những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Và gì nhỉ? Rất nhiều kẻ nói cả chúng ta rằng thị trường là gì nhỉ? Người tay to sẽ chi phối thế này hay thế khác. Và tôi khẳng định với nhà đầu tư rằng các bạn có hô hào đến một tỷ người vào trong cái thị trường giao dịch Forex này cùng sell xin lỗi nhà đầu tư, nó cũng chẳng có sell đâu bởi vì thị trường này nó là thị trường ảnh hưởng của những giá trị được gọi là mua bán bằng thực tế chứ không có chuyện là gì chúng ta tham gia và trong thị trường này chúng ta đi sell nhiều thì có nghĩa là thị trường sẽ xuống hoặc là chúng ta đi buy nhiều là thị trường sẽ lên. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhận định được để mà gì nhỉ, hiểu được rằng bản thân các bạn đang tham gia vào một thị trường như thế nào trong đầu tư không có chuyện là hên xui không có chuyện là giá trị này đúng hay là sai mà chỉ có một thứ giá trị duy nhất trên thị trường này đó là giá trị của sự chứng minh bằng thực tế và bản thân họ chứng minh được rằng kết quả họ đầu tư như thế nào với những số vốn nhỏ để tạo ra những giá trị lớn hay là những số vốn lớn để tạo ra những giá trị nhỏ cũng như bản thân họ có mất tiền hay mất rất nhiều tiền cũng như tạo được ra lợi nhuận hay không trên thị trường giao dịch về đầu tư này. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Thế nên khi mà bất kỳ một thằng nào nói cả nhà đầu tư rằng phải bơi theo cá mập hay lặn cùng cá voi hoặc là đi xong với cả cá cha, cá mẹ thì bản thân các bạn hãy bảo bọn chúng rằng hãy chứng minh bằng thực tế giao dịch live và sâu full toàn bộ những giá trị lịch sử giao dịch để cho các bạn nhìn nhận. Đừng có nghe bọn chúng vẽ vời nào là cá voi, cá mập, cá cha, cá mẹ rồi thì chính bản thân các bạn sẽ trở thành đã những người cá nhân để cho bọn chúng lừa lọc để bọn chúng thuốc nhà đầu tư ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Mà thôi, nhà đầu tư nên cần phải cẩn trọng để nhìn nhận, cần phải cẩn trọng để mà đánh giá. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch forex này chia sẻ và chứng minh bằng thực tế để gửi đến các nhà đầu tư với mong muốn rằng bản thân tôi đang chia sẻ chứng minh để nhà đầu tư nhìn nhận cho rõ về những góc khuất ở trên thị trường, định hình cho rõ về những giá trị thực tiễn ở trên cái thị trường giao dịch forex này. Đây là thị trường giao dịch forex thế nên mọi thứ giá trị cần phải được chứng minh bằng thực tế. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường. Website đào tạo Forest xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forest. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forest com, người duy nhất trên thị trường website giao đào dịch đào Forest, forest xin chia sẻ và minh chứng mọi giá trị vào trong thị trường thực tế để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và trực tiếp thấy rõ được các giá trị giao dịch này trên thị trường. Nhà đầu tư nên hiểu rằng mọi giá trị trên thị trường đều cần phải được chính những người đứng ra chia sẻ họ vận dụng, áp dụng và trong thực tế để minh chứng cho chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá và trực tiếp thấy rõ về những giá trị này trên thị trường. Không có chuyện áo quân Forex thế giới hay Roll Trader hoặc là thầy dạy Forex hoặc chủ các kênh YouTube đang chia sẻ về Forex hoặc chủ các diễn đàn Forex hoặc bất kỳ một ai nói với nhà đầu tư rằng thị trường này là phải kinh nghiệm thế này hay thế khác, chia sẻ về kiến thức thế này hay thế nọ trên thị trường mà không chịu chứng minh ở trên thị trường thực tế mà chỉ bán tín hiệu cho lệnh phân tích về xu hướng và dịch nhỉ cho điểm vào ra trên thị trường mà bản thân chính kẻ đó không chịu chơi lại và sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch để chứng minh về các kỹ năng về phương pháp về kết quả trên thị trường xin lỗi nhà đầu tư kẻ đó chỉ là kẻ lừa đảo bị bợ ở cái thị trường giao dịch forex này mà thôi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận vào trong thực tế để mà thấy rõ được rằng tại làm sao những thằng lừa đảo ở trên thị trường không chịu chứng minh bằng thực tiễn mà chỉ dùng mồm dùng mõm bởi đơn giản rằng dùng mồm và dùng mõm ở trên thị trường ai cũng có thể dùng được nhưng giao dịch thực tế chứng minh được bản thân họ vận dụng áp dụng vào trong thị trường đó mới là giá trị để chúng ta nhìn nhận đó mới là giá trị để chúng ta nhất định về mọi giá trị trên thị trường giao dịch về đầu tư tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tiễn này để nhà đầu tư hiểu được rằng đây là cả một quá trình dài mà người đứng ra chia sẻ họ phải vận dụng họ phải áp dụng ở trên thị trường thực tế cho chúng ta thấy rõ được những giá trị ở trên thị trường để chúng ta dần dần mới có thể hiểu để mà định hình dần dần mới có thể hiểu để mà nhìn nhận hiểu để mà đánh giá hiểu để mà biết được rằng đâu là những giá trị thực tiễn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Và cũng giống như những gì mà tôi đang chia sẻ trên thị trường trong suốt nhiều năm qua ở trên thị trường để đầu tư và mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ. Từ thị trường Coin cho đến thị trường Forex, tất cả mọi giá trị tôi chia sẻ đến nhà đầu tư đều là những giá trị có cơ sở để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được ở trên thị trường. Và nhà đầu tư cũng thể thấy rõ thị trường Coin từ ngày 7 tháng 4 năm 2014, bản thân tôi đã chia sẻ đến các nhà đầu tư với và cảnh báo nhà đầu tư rằng tất cả những giá trị ở trên thị trường này, ở trên thị trường coin và thị trường vàng, tôi đã thông báo đến nhà đầu tư rằng tất cả tôi đã thanh khoản ở trên thị trường này không quan tâm trọng là có lên nữa hay không và đây là những link mà tôi đã giao dịch trong nhiều năm qua từ 2017 cho đến nay toàn bộ những giá trị đều được chứng minh bằng toàn bộ tài khoản của bản thân mình cho cả một quá trình dài để nhà đầu tư nhìn nhận không có giá trị mô mõm ở trên thị trường này mà tất cả đều là những giá trị thực tế của cả một quá trình dài mà bản thân tôi phải cho nhà đầu tư thấy rõ về những điều này trên thị trường cũng như những giá trị giao dịch vận dụng ở trên thị trường từ thị trường vàng và đã gửi đến nhà đầu tư. Đây là cả một quá trình dài mà chúng tôi mong muốn rằng mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải hiểu được rằng cái người thầy, cái người chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm ở trên thị trường, cái người mà cho các bạn những giá trị ở trên thị trường này, họ phải minh chứng và trong thực tế và phải tạo được ra lợi nhuận thật sự ở trên thị trường này. Có như vậy mới có cơ sở để chúng ta nhìn nhận có như vậy chúng ta mới có giá trị để chúng ta đánh giá chứ không phải chúng ta tham gia vào trong thị trường về đầu tư chúng ta chỉ nghe bọn nó nói, nghe bọn nó phân tích và nghe bọn nó phán ở trên thị trường và chúng nó bảo chúng nó đạt thứ hạng thế này hay thế khác ở trên thị trường. Và chúng nó bảo rằng chúng nó gặt được hái được giá trị thành công như thế này như thế nọ ở trên thị trường. Và nhà đầu tư cần phải hiểu rằng giữa người giao dịch thực tế và những người đầu tư thực tế khác xa hẳn những bọn nói mồm ở trên thị trường giao dịch về đầu tư không có chuyện sống bằng niềm tin hay là tin thì học đéo tin thì đéo học ở trên thị trường về đầu tư nói chung hay thị trường forex nói riêng đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý tôi mong muốn rằng con đường mà các bạn trải nghiệm hãy nhìn vào trong thực tế để tự đưa ra những giá trị cho chính bản thân các bạn khi trải nghiệm về thị trường về đầu tư forex hay bất kỳ một thị trường về đầu tư nào mà các bạn tham gia vào tôi là trần quốc minh chủ website đào tạo forex com người duy nhất trên thị trường giao dịch forex này chứng minh về mọi giá trị trên thị trường cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư